Con chào chú Thương binh Việt Nam Cộng Hòa Lâm Văn Sơn. Con là Quân Kim Hát cho đồng bào tôi. Hôm nay chú Sơn khỏe không chú Sơn? Bệnh đó, nằm nhà thương à. Ờ, chú đang nằm trong nhà thương hả? Ờ, hôm qua con gọi chú thì chú không sao mà hôm nay chú nằm nhà thương hả? Bệnh nói nằm nhà thương á, quên. Ờ. Nhập viện bữa nay nó 6 ngày. Ồ. Ờ. Chú Sơn ơi, vậy chú bị gì vậy? Chú bị gì? Bệnh mệt quá trời mà. À, chú Sơn ơi, ngày xưa chú Sơn đi lính á, tên họ với tờ lính chú là gì? Không nghe. Lâm Văn Sơn. À, số quân của chú là mấy? Tại nói chung là lâu quá rồi chú quên ha. À. Rồi chú Sơn ơi, chú bị mất phần cơ thể nào trên người nè? Chú mất phần cơ thể nào? Chú bị phần trái. À, dạ rồi chú đơn vị nào vậy? Chú đơn vị nào và binh chủng nào? Chú đơn chú ơi, con hôm nay nè, con có thay mặt anh Danh Huỳnh gửi vĩ lào chú 100 đô la. Con xin phép hỏi chú đã nhận đầy đủ 100 đô la chưa chú Sơn? Dạ nhận rồi, nhận chưa, hồi sáng rồi. Dạ rồi. Chú sư đồng chính bộ binh ha. Rồi chú Sơn ơi, đó là quà của anh Danh Huỳnh gửi về, cảm ơn chú là một người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. À, rồi bây giờ để chú để cái máy lên cho gần chú nghe đi, chứ không xuống vậy khó lắm. Rồi. Con xin thay mặt chú, xin thay mặt anh Danh Huỳnh cảm ơn chú là một người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Kính chúc chú luôn nhiều sức khỏe và bình an nha chú nghe. Dạ, chú có lời gì muốn nói với anh Danh Huỳnh không? Chú nói đi, con sẽ chuyển lời lại giùm chú. Cảm ơn lắm ha. Nhưng mà được 100 đô tôi mừng lắm, tôi đang làm nhà thương không có tiền, mà mình chết thiệt chứ, cảm ơn không? Dạ. Chú ở với ai vậy chú Danh? Ô, chú ở với ai vậy chú La, chú Sơn? Chú ở với con, với vợ. Dạ, ok chú. Rồi, con sẽ chuyển lời lại giùm chú nha. Rồi, hồi nãy con thấy bác sĩ vô bệnh viện hả? Rồi giờ chú nằm bệnh viện 6 ngày rồi hả? 6 ngày rồi, mới đỡ cân rồi. À, rồi chú đưa lên cho con thấy cái mặt chú nha. Rồi, chú ơi, hằng ngày chú làm cái gì sống vậy chú? Như mà giao giá xong ngồi rồi đó. À, chú hạ cái máy con thấy mặt của chú nè. Vậy tới bây giờ chú vẫn còn đi hả? Đi giá xong nồi rồi đó hả? Bệnh rồi đâu có đi được, đi mỗi ngày. Dạ. Ok chú, con không dám hứa mà con sẽ cố gắng giúp chú, trở lại giúp chú nữa nha. Rồi, con tạm tắt máy nha. Rồi.